Tôi làm gì? Chứ... phải chứ không tao. Ừ đúng rồi đúng rồi. Không, à không có bầu ha. Con nói hôn một lần hai lần không sao, mà hôn nhiều lần thì có sao. Mẹ con nói hôn nhiều lần hôn mà chẳng có bầu đó. Hôn nhiều lần có bầu. Trời ơi, phải vậy em nói tới vậy mà con không hiểu luôn á. Là chỉ biết con nó cỡ nào rồi chứ không đi hôn người ta. Ờ, cứ cỡ nào rồi. Trời quá, để nói tiếp đi. Rồi, tiếp. Chứ thấy nhiều người, chú buông con cái cậu mà mới đám cưới vậy nè. Cái chị đó có bầu trước đám cưới. Con hỏi thì sao, chú mới nói là ngày nào. Ngày, con nói ngày một ngày hôn có 80 cử con thấy luôn nè. Tận mắt con chứng kiến luôn, ngày nào cũng hôn, ngày nào cũng hôn. Kết quả là một thời gian sau có bầu. Nó nguyên nhân là gì đâu, nguyên nhân là gì hôn. Nó hôn đi rồi mới mốt ăn đủ ha. Con về chưa có ổn định ở nhà tả sữa cho con ha. Tới đó không có rồi đi dây dưa cái này dây dưa với mày kia. Tại sao này á muộn tiền giang hồ này giang hồ nọ rồi. Mày chú ơi chú buồn đi vào. Con tim tao đau quá mà anh. Người lỡ ơi. Không có bầu. Không có bầu. Giờ con xác định là một lần nữa không có bầu. Bây giờ tao đăng lên tao hỏi Hùng có bầu không mấy bé. Giờ con phải xác định là Hùng là có bầu đúng không? Con không có nói là Hùng là có bầu, nhưng mà con nói Hùng nhiều lần kìa. Tại vì Hùng nhiều lần là có bầu. Tại vì sao? Tại vì chứng mấy chục lần. Chứng mắt con chứng kiến ngày nào cũng Hùng, ngày nào cũng Hùng. Xong rồi á tháng sau con đi thành phố về điện lên. Alo, về anh em cưới chú đi. À, vợ chú có bầu rồi. Về à, cho nên là cưới gấp. Nó rồi, mà trước trước đó là con thấy về trước đó là con thấy hung quá nhiều. Hung quá nhiều là có bầu. Mới có. Hả? Khoảng bao nhiêu cái? Ông nội con đếm không được nữa, độ mẹ. Nè, hung. Cái lúc mà không có bầu nó hung sao làm sao mà con đếm? Hung bao nhiêu? Hung càng nhiều là càng có bầu. Nhưng mà con thấy ít nhất á là hung để con coi coi, hung 30-40 lần gì á là con thấy. Nói chung mà làm việc một chút là hung, chút là hung. Thấy ghê lắm. Làm việc gì? Hả? Làm việc gì? Bà bán vừa hôm á, lúc trước là con làm bên bả. Hùng là có bầu vô bay. Mất một.